Xin chào các bạn, mình tên là Lê Thị Bé Bi, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện của trường đại học FPT. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một công nghệ khá là hot đang gần đây, đó là công nghệ thực tế tăng cường AR ngay tại quyển thông tin tuyển sinh của trường đại học FPT này nhé. Mới đây, lễ khai mạc SEA Games lần thứ 31 cũng đã ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường AR để thực hiện những nội dung chính của chương trình, nhằm mang đến cảm nhận chân thực cho khán giả qua hiệu ứng tuyệt vời của công nghệ. Công nghệ AR đã được đánh giá là điểm nhấn đặc sắc của khai mạc SEA Games lần thứ 31. Và các bạn có biết không, AR cũng đang được tích hợp ngay trong quyển thông tin tuyển sinh của Đại học FPT. Hãy cùng mình trải nghiệm ngay nha. Đây là quyển thông tin tuyển sinh Đại học FPT năm 2022. Như các bạn thấy, ngay ở trang đầu tiên của quyển thông tin, chúng ta đã được hướng dẫn trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường. Hãy cùng mình làm theo cái bước này nhé. Bước 1, kết nối Internet tại app Activate. Bước 2, scan hình ảnh có tích hợp công nghệ AR trên quyển thông tin này. Và bây giờ, cùng mình trải nghiệm thông tin nhiều hơn những gì mà một trang sách có thể hiện thị nhé. Bạn thích làm mặt cờ, nhưng mặt cờ màu trắng, không phải cờ màu đen. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bộ môn quản trị kinh doanh của trường đại học FPT. Nhà thiết kế đồ họa nói riêng và ngành công nghiệp sáng tạo nói chung không đơn thuần là tạo ra cái sản phẩm đẹp, đó là cái đồ họa dành cho các bạn, một phần cần theo của chúng ta có giá bao nhiêu tiền. Chào mừng các bạn đến với bộ môn quản trị kinh doanh và lữ hành trường đại học FPT. Các bạn có thấy những thông tin, những góc nhìn được mở rộng hơn, đa chiều hơn, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị và hấp dẫn hơn với công nghệ AI này không? Bây giờ, đến lượt các bạn tự mình trải nghiệm ngay trên quyển thông tin tuyển sinh của trường đại học FPT này nhé!